Mến chào tất cả các bạn, cái này lại làm phiền các bạn rồi. Thì theo yêu cầu của các bạn là Ken, bạn muốn là làm một chút về cái phần đạo hàm và hàm hợp. Thì cái phần này nó rất là dễ, nó nằm ở cái phần cuối. Chắc là các bạn, chắc bạn Ken bạn đang học lớp 11. Thế thì nó nằm ở phần cuối ấy, cuối của sách đại số lớp 11. Thế thì nếu chỉ làm mỗi cái phần này không thì nó hơi lãng phí một cái video. Thì ở đây mình sẽ nói qua về một chút về cái phần tính đạo hàm. Nếu bạn nào mà yếu thì các bạn có thể theo dõi và bạn xem. Bạn Ken thì bạn có thể tua đi một chút. Ở phần cuối video mình sẽ làm cái đạo hàm của hàm hợp. Ok, thế thì đạo hàm các bạn cần nhớ, mình chỉ nói một số thôi nhé, bởi vì là làm ngắn gọn thôi, không nó mất thời gian của các bạn, và cái phần này nó dễ mà. Thế thì các bạn cần phải nhớ bảng đạo hàm của các hàm số cơ bản. Lâu lắm rồi, lớp 11 mình không động đến. Thì việc đầu tiên các bạn nhớ cho mình là những cái này này, đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm. Ví dụ mình có đạo hàm của u cộng v này thì nó sẽ bằng u phẩy này cộng với v phẩy. Nếu mà đạo hàm còn hiệu thì bằng hiệu các đạo hàm, thế thôi, được chưa nào? Tương tự, nếu như các bạn có một đạo hàm của một tích chẳng hạn, u nhân với v này, đạo hàm của một tích thì đây sẽ bằng là u phẩy nhân với v cộng với v phẩy nhân u. V phẩy tức là đạo hàm cấp 1 đấy. Nếu đạo hàm của một thương thì sao? U này chia cho V này, tất cả đạo hàm bằng cái gì? Thì nó gần giống cái đạo hàm của một tích này này. U phẩy nhân với V, nhưng mà ở đây sẽ là trừ đi V phẩy nhân với U. Nhá, xong rồi cho chia cho V bình phương. Được chưa? Đấy, đây là các quy tắc tính đạo hàm cơ bản đã. Được chưa nào? Thế thì tiếp theo các bạn cần phải nhớ đấy là đạo hàm các hàm số cơ bản, ví dụ như là đạo hàm của x gì mũ alpha. Đạo hàm của x mũ alpha này, đương nhiên là alpha này khác trừ 1 nhá. Đạo hàm của x mũ alpha thì các bạn đẩy alpha xuống, đây sẽ bằng là alpha nhân với x mũ alpha trừ 1. Đấy, thấy chưa? Tức là nếu nhớ ghi nhớ này, bởi vì sau năm nay lên lớp 12 các bạn sẽ có các phần nguyên hàm và tích phân, thì nó hơi khác chỗ này một chút. Ở đây mình ví dụ như đạo hàm của x mũ 5 chẳng hạn. Đạo hàm của x mũ 5 thì bạn đẩy 5 xuống đúng không? Nhân với x gì mũ 4 thì các bạn nhìn thấy cái bậc nó giảm một bậc so với cái bậc của hàm số ban đầu, được chưa? Tương tự, nếu như có đạo hàm của x mũ 2019 chẳng hạn, đạo hàm này thì các bạn đẩy xuống nữa, đây sẽ 2019 nhân với x mũ 2018, được chưa? Đây là đạo hàm của dạng x mũ alpha. Tiếp theo các bạn nhớ, đây coi như một lượt để các bạn nhớ luôn, bởi vì cái phần thi học kỳ 2 kiểu gì kiểu nó sẽ yêu cầu là trong đề thi nó sẽ có đạo hàm của các hàm số sau, nó là kết quả nó như nào đấy, thì coi như là một lượt tổng duyệt để các bạn ôn để thi kỳ 2 luôn. Đạo hàm của sin, đạo hàm của sin x này, đạo hàm của sin x thì bằng cos x, được chưa? Nếu đó có đạo hàm của sin x thì bạn sẽ có đạo hàm của ux, thì thầy mình sẽ có là sin sin của ux, được chưa? Sin của u này, hoặc là viết là u thôi, sin u thôi để cho các bạn dễ hiểu. Đạo hàm sin u thì bao giờ sẽ bằng u phẩy này nhân với cos u, được chưa? Các bạn nhớ được đạo hàm của sin thì sẽ nhớ được đạo hàm của sin sin u, được chưa nào? Sin x. Tiếp theo đạo hàm của cos x, đạo hàm của cos x này thì bằng trừ sin x. Đấy, các bạn thật nhớ này, bởi vì nay mai lên lớp 12 các bạn sẽ thấy là nguyên hàm của sin x thì bằng trừ cos, nguyên hàm của cos thì bằng sin. Đấy, nó đảo ngược lại. Đương nhiên ở chỗ này sẽ có đạo hàm của cos u. Đạo hàm cos u này thì sẽ bằng là u phẩy nhân với sin u. À mình xin lỗi, u phẩy nhân trừ u phẩy nhân sin u. Được chưa? Ở đây ví dụ luôn để cho các bạn dễ hiểu này. Ví dụ ví dụ như là cần tính đạo hàm của sin sin x thì chả cần có gì phải rồi đúng không, chỉ còn đạo hàm của sin của x bình này cộng với 2x cộng với 1, yêu cầu tính đạo hàm của thằng này. Đương nhiên là người ta cho hàm số y bằng sin đấy rồi, đạo hàm mình viết đây thì viết tắt luôn thì đỡ phải viết chữ y nó tốn mực. Thì đạo hàm của đây là đạo hàm của sin u, cái thằng này đóng vai trò là u của x ấy, để chưa nào? Thì đạo hàm của sin u thì nó sẽ bằng u phẩy nhân cos u, u phẩy tức là bằng x bình này cộng với 2x cộng với 1, đạo hàm là nhân với cos. Cos u tức là đây mình chép y nguyên thôi, x bình cộng với 2x cộng với 1, được chưa? Đạo hàm cái này sẽ bằng là 2 2x cộng với 2. Những cái nguyên tắc tính đạo hàm này mình nghĩ các bạn rất là sành rồi. Của x bình này cộng với 2x cộng với 1. Được chưa? Ok, thế còn ví dụ của đạo hàm của cos u thì thôi mình không viết nữa. Tiếp theo mà các bạn cần phải nhớ đây là đạo hàm của căn. Đạo hàm của căn x. Đạo hàm của căn x này, các bạn thông cảm hàng xóm nói to quá. Đạo hàm căn x thì bằng 1 chia cho 2 căn x. Đấy, cứ đọc cho quen mồm thôi, nhuần nhuyễn này.
đương nhiên có căn x thì nó sẽ có đạo hàm của căn u, được chưa? Đạo hàm căn u thì các bạn nhìn thấy cứ đạo hàm của u bao giờ nó sẽ dính dáng đến u phẩy chia cho hai căn u, được chưa nào? Đấy, ví dụ thôi nhé, những cái này dễ, mất 5 phút của các bạn rồi. Tiếp theo một cái đạo hàm nữa các bạn cần nhớ, đấy là đạo hàm logarithm, của x, đạo hàm của thằng này thì bằng 1 trên x. Nhớ này, bởi vì các bạn sẽ còn cái phần vi phân. Logarithm của u này, đạo hàm này thì bao giờ sẽ có là gì? U phẩy chia cho u, được chưa? Đấy, rất là dễ. À, còn cái đạo hàm gì nữa không nhỉ? Tạm thế đấy nhá, tạm thế. Bây giờ mình nói trọng tâm sang cái phần mà đạo hàm của hàm hợp mà bạn Ken bạn hỏi này. Ví dụ ví dụ nếu người ta cho một cái hàm số y bằng, cho hàm số y bằng f của u nhé. Ở chết mình đã biết f hoa rồi. F của u. U này là u của x ấy, được chưa? Tức là cái hàm f này nó bao gồm cả cả một cái hàm u của x phía dưới và rất là dài. Vậy công thức tính đạo hàm ở đây nó, các bạn cần phải tính như nào? Thì y phẩy này bằng cái gì? Đầu tiên các bạn cứ tính f phẩy theo u đã nhé. Các bạn tính f phẩy theo u. Đây là công thức thôi, lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn nó rất là dễ. Sau đó các bạn lấy nhân với đạo hàm u phẩy theo theo x là được, được chưa? Đấy, đây là cái công thức cơ bản mà các bạn luôn luôn nhớ. Đấy, thì đi thi chắc chắn là nó sẽ có cái dạng dạng này. Chú ý, các bạn chú ý cho mình. Ở đây bây giờ mình ví dụ nhé. Ví dụ mình cho cái hàm y bằng x bình này cộng với 2x cộng 1, giống giống ở trên kia để lát nữa tính đạo hàm cho nhanh. Ví dụ ở đây mình có mũ 5 chẳng hạn. Đấy, thì các bạn thấy là gì? Nếu như ví dụ cái hàm này nhá, bây giờ người ta yêu cầu tính đạo hàm y phẩy bằng cái gì, được chưa? Thì ở đây các bạn nhìn thấy này, các bạn coi cái x bình cộng 2x cộng 1 này nó là u, đây là u của x, được chưa? Thì khi mà các bạn coi như này rồi thì có phải cái hàm số của các bạn đây nó trở thành là y bằng u mũ 5, đúng chưa? Y bằng u mũ 5. Vậy thì khi các bạn đạo hàm, tính đạo hàm thì đầu tiên các bạn cứ đạo hàm theo u đã. Đạo hàm theo u thì có phải đây là dạng u mũ alpha. Đạo hàm của u mũ alpha thì có phải là sẽ bằng alpha nhân u mũ alpha trừ 1, đúng không? Đạo hàm nó đã thì nó sẽ là gì? 5 nhân với u mũ 4, đúng không? Đúng chưa? 5 nhân u mũ 4, và bây giờ các bạn phải nhân thêm đạo hàm của theo u phải theo theo x không? U phải này theo theo x. Đấy. Trong quá trình làm thì các bạn đừng có viết cái u u điểm gì được chưa? U nó các thầy cô cười cho, mình viết đây để cho các bạn dễ hiểu thôi. Thế thì bây giờ mình thay vào này. U đương nhiên lúc nãy mình bảo là mình coi nó là x bình cộng 2x cộng 1 rồi, thì lúc này nó là 5 này nhân với x bình này cộng với 2x cộng với 1, đúng chưa? Và đây là mũ mấy? Mũ 4. Và nhân u phẩy theo x, tức là đạo hàm của cả cái x bình cộng 2x cộng 1 này. Thì đạo hàm thằng này thì như lúc nãy trên kia, đạo hàm của một tổng tổng các đạo hàm thôi. Đây đúng không? Đạo hàm của x bình ở đây bằng 2x này. Và cộng với 2x ở đây thì nó là sẽ là cộng với 2, đạo hàm của 1 thì bằng 0 rồi, được chưa nào? Đấy. Thì đạo hàm của hàm x bình cộng 2x cộng 1 tất cả mũ 5 thì nó chính là bằng 5 nhân với x bình cộng 2x cộng 1 tất cả mũ 4 nhân với 2x cộng 2. Được chưa? Được không? Dễ đúng không các bạn? Đây nhá, mình lấy một thêm một cái ví dụ nữa. Mình lấy thêm một cái ví dụ nữa để các bạn hiểu này. Ví dụ của cái hàm lượng giác đi. Ví dụ đây cho y bằng sin mũ 10 đi, sin mũ 10. Trong này viết thêm một cái nữa cho nó được rồi, đầu tiên viết cái này đã. 10 của x bình. Đây, ví dụ như này thôi. Thấy chưa? Thế thì các bạn coi cái thằng u bằng sin của x bình, được chưa? Thế thì cái hàm y mình trở thành là y bằng u mũ 10, được chưa nào? Vậy bây giờ mình đạo hàm luôn nhá, theo đúng công thức y phẩy này. Đầu tiên là đạo hàm theo u đã. Đạo hàm theo u thì các bạn thấy là nó sẽ bằng 10 này, đúng không? Nhân với sin sin của 10 trừ 1, mũ 10 trừ 1 tức là mũ 9 này của gì? Của x bình, được chưa? Sau đó các bạn nhân với gì? Nhân u phẩy theo x, được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ lại cái này như này lại hơi khó các bạn rồi. Tức là các bạn phải nhân với sin của x bình không? Sin của x bình thì lúc này nó đóng vai trò là sin u cũng lại ở bên trên kia. Được chưa? Đạo hàm của sin u thì bằng u phẩy nhân cốt u không? Được chưa? Thì chỗ này nó sẽ là gì? U phẩy nhân cốt u, tức là đạo hàm của x bình phẩy, tức là nó 2x này, nhân với cốt của gì? Cốt của x bình. Được chưa? Đấy, rồi xong các bạn nhân phá ngoặc ra. Thế là xong. Mình cho cái ví dụ này hơi phức tạp với các bạn một tí. Đây nhá, bây giờ mình lấy một cái ví dụ khác để cho nó đơn giản đi.
Ví dụ này, đây y bằng cho hàm số y bằng căn bậc 2 của x mũ 3 cộng với 3x bình phương cộng với 1 chẳng hạn, tất cả mũ mũ 5 đi, mũ lẻ đi, mũ chẵn thì lại khai căn được. Được chưa? Bây giờ yêu cầu tính đạo hàm thì các bạn cứ lần lượt nhé, các bạn cứ lần lượt các bạn tính theo công thức thì không bao giờ sai được. Tất nhiên ở đây nó sẽ có cái cách sử dụng máy tính để các bạn tính đạo hàm thôi. Nhưng ở đây mình muốn là các bạn trau dồi cho thật kỹ, bởi vì lên lớp 12 các bạn sử dụng phần đạo hàm này rất là nhiều. Bạn nào học yếu cái phần đạo hàm này lên lớp 12 là rất là vất vả đấy. Tức là y phẩy này, y phẩy bằng này. Thì các bạn thấy rằng lúc này nó là phân biệt, mình nói u nhé, u ở đây có nhiều cả, phân biệt cái chỗ mình nói u. Thế đây là đạo hàm, dạng đạo hàm của căn u không? Đạo hàm của căn u thì bằng u phẩy chia cos u đúng không? Đây mình viết lần lượt này. Đây sẽ là bằng x mũ 3 này cộng với 3x bình phương này cộng với 1 này, tất cả mũ 5. Thì bạn thấy đây chính là u rồi, u là bây giờ mình phải đạo hàm không? Được chưa? Và phải chia cho hai căn u, tức là hai hai căn bậc 2 của gì? X mũ 3 này. X mũ 3 cộng với 3x bình phương cộng với 1 tất cả mũ mũ 5, được chưa? Đấy, đưa về được như này rồi thì bây giờ mình cái phía dưới này chẳng cần phải xử lý cái gì nữa đúng không? Chỉ cần xử lý bên trên này này. Được chưa? Xử lý bên trên này. Thì đạo hàm ở trên này nó là đạo hàm của hàm hợp rồi. Đúng chưa? Đoạn coi chỗ này nó là u này. U ở đây và cái u ở dưới dấu căn này nó đang khác nhau nhé, mình nói để cho các bạn lần lượt để các bạn dễ hiểu. Thì đạo hàm của thằng này hàm hợp thì phải đạo hàm theo u đã, thì sẽ bằng 5 5 nhân với x mũ 3 không cộng với 3x bình phương và cộng với 1 tất cả mũ mấy? 4 đúng chưa? Và bây giờ phải nhân với u phẩy theo x, tức là nhân với x đạo hàm của x mũ 3 cộng với 3x bình cộng 1 không? Mà đạo hàm thằng này nó là 3 3x bình xong cộng với 2 2 3 là 6. Các bạn chú ý là hằng số thì nó sẽ không tham gia vào quá trình tính đạo hàm nhé. Chính vì vậy mình đạo hàm của thằng 3x bình này mình giữ nguyên 3 luôn, mình chỉ việc đạo hàm của x bình thôi. Đạo hàm của x bình thì 2 nhân 3 đều bằng 6, 6x đúng không? Cộng với 6x. Đạo hàm của 1 thì bằng 0 rồi, được chưa? Đấy, xong bây giờ mình chia cho mẫu số. Đấy, ok không nào? Đấy thì theo yêu cầu của bạn Ken thì mình làm đến đây thôi. Có gì đấy thì bạn lại comment bên dưới, mình sẽ giải thích thêm. Còn các bạn nào muốn kỹ về cái phần đạo hàm này là các bạn ôn thi học kỳ thì các bạn cũng comment bên dưới, mình sẽ làm riêng một cái video cho các bạn. Bởi vì cái phần đạo hàm này mình thấy là nó khá dễ nên là mình nghĩ rằng là các bạn không cần đến. Ok nhé, chúc các bạn học tốt. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích cho các bạn thì đừng tiếc gì một like và chia sẻ lên Facebook cho mọi người cùng học giúp mình. Thank you.